Xin chào mọi người, mình là Thùy Linh. Còn mình là Thu Yên. Mọi người có biết vấn đề quan tâm nhất sau khi mua và trong quá trình sử dụng thùng gỗ sồi là gì không? Trong giới sành rượu thì chắc hẳn ai cũng biết rằng thùng gỗ sồi chính là chìa khóa vàng để tạo nên những dòng rượu tinh nước tiếng như whisky, bourbon, cognac. Tại Việt Nam, thùng gỗ sồi rất được ưa chuộng và đã trở thành một phương pháp mới để ngâm ủ rượu trắng với những công dụng tuyệt vời. Nhưng sau khi mua, bạn có biết rằng mình cần quan tâm đến những vấn đề gì không? Có hai vấn đề khách hàng cần quan tâm, đó là 1. Khai thác được công dụng, lợi ích, số lần ngâm ủ để quay vòng thùng. 2. Xử lý thùng khi bị rò rỉ và chế độ bảo hành cụ thể là như thế nào. Và ngày hôm nay thì Digiri muốn chia sẻ vấn đề nhức nhối nhất ở đây chính là khâu bảo hành, sửa chữa và thay đổi phụ kiện của thùng. Bởi vì mọi người cũng biết rằng với một dòng sản phẩm thủ công đặc thù cần mất thời gian rất dài để cho ra một loại rượu thành phẩm thơm ngon và cũng mất ngần ấy thời gian mới có thể kiểm chứng được chất lượng của thùng gỗ sồi. Khách cũng thường tâm sự với em rằng là trước kia cũng mua thùng ở nhiều nơi và giá cả khá rẻ, nhưng khi muốn bảo hành thì lại không hề dễ dàng gì và có thể gặp phải vô vàn tình huống trớ trêu. Thùng không được bảo hành bởi đã quá thời hạn, chi phí bảo hành, sửa chữa và vận chuyển quá là cao luôn. Quá trình bảo hành rườm rà, phức tạp, phải chuyển qua chuyển lại nhiều nơi. Mà giá trị sử dụng thùng sau bảo hành giảm đi đáng kể vì khách có thể sẽ chỉ được đổi những chiếc thùng đã qua sử dụng được sửa chữa lại mà nó đã bị khai thác hết công dụng. Thấu hiểu những nỗi lo lắng ấy, chúng tôi chính thức triển khai chương trình Digiri nâng tầm dịch vụ với chính sách bảo hành VIP miễn phí và trọn đời, áp dụng cho cả hai dòng sản phẩm thùng gỗ sồi nhập khẩu nguyên chiếc Nga và thùng sản xuất trong nước. Linh này, em có thể chia sẻ cho mọi người biết đâu sẽ là điểm khác biệt về chính sách mới này so với chính sách bảo hành trước đây của Digiri không? Khác biệt lớn đấy chị ạ. Bởi với sự đổi mới này thì quý khách hàng của Digiri sẽ được hưởng những dịch vụ chăm sóc đặc biệt từ đội ngũ vận hành chuyên nghiệp. Đây cũng chính là một sự khẳng định về chất lượng sản phẩm cũng như đảm bảo khách hàng có hành trình trải nghiệm sản phẩm thật sự trọn vẹn. Với chính sách bảo hành VIP miễn phí và trọn đời này, quý khách sẽ được 1. Bảo hành sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Nếu như thùng của bạn gặp các lỗi do nhà sản xuất, yên tâm rằng các chi phí vận chuyển, sửa chữa hoàn toàn do Digiri chi trả, không phát sinh phụ phí. 2. Đặc biệt, không giới hạn thời gian bảo hành, số lần đổi mới. Trong suốt vòng đời sử dụng của một chiếc thùng gỗ sồi, sẽ không thể hạn chế rủi ro thùng của bạn bị rò rỉ bất cứ thời điểm nào. Vì vậy, so với chế độ bảo hành cũ trước kia của Digiri hay những chế độ bảo hành thông thường khác chỉ là được đổi mới trong vòng 1 năm, việc được bảo hành đổi mới trọn đời và không giới hạn số lần được đổi mới chắc chắn sẽ giúp bạn cảm thấy hoàn toàn yên tâm bởi Digiri luôn chú trọng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Ví dụ bạn mua một chiếc thùng mà 5 đến 10 năm sau, thùng của bạn bị rò rỉ thì Digiri vẫn sẽ đổi mới miễn phí cho bạn. Và nếu chiếc thùng gỗ đổi mới đó lại bị rò rỉ thì chúng tôi sẽ lại tiếp tục đổi mới 100%, không giới hạn về số lần. Đó là bảo hành trọn đời sản phẩm. 3. Hỗ trợ chuyên nghiệp, nhanh chóng, tận tâm, tận tình. Digiri tâm niệm rằng chính tinh thần trách nhiệm cao, sự chuyên nghiệp, tỉ mỉ và chu đáo trong tác phong làm việc của toàn thể đội ngũ nhân viên sẽ giúp chúng tôi tập trung vào tìm hiểu và nắm bắt nhu cầu, mong muốn và lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo hiệu quả công việc. 4. Hệ thống bảo hành điện tử bảo mật, thuận tiện tra cứu thông tin. Bắt kịp xu hướng hiện đại, chuyển đổi số và giúp khách hàng tận hưởng trải nghiệm sản phẩm trọn vẹn. Do vậy, toàn bộ thông tin hóa đơn sẽ được lưu trữ bảo mật trên hệ thống. Khi muốn tra cứu thời hạn và tình trạng bảo hành, bạn chỉ cần nhập số seri thùng. Đặc biệt không lo mua phải thùng hàng giả hàng nhái của Digiri trên thị trường, tiện lợi hơn rất nhiều so với sử dụng giấy tờ, phải không nào? Với quy trình bảo hành đặc biệt này, tất cả những gì bạn cần làm đó là liên hệ tới Digiri để thông báo tình trạng của sản phẩm. Đội ngũ chăm sóc khách hàng của Digiri sẽ nhanh chóng hỗ trợ và nếu thuộc quy định đổi mới, chúng tôi sẽ gửi ngay thùng mới đến cho bạn và thu thùng lỗi về. Digiri hy vọng sẽ luôn được đồng hành cùng quý khách hàng trong tương lai không xa. Chúng tôi sẽ không ngừng cố gắng để luôn nhận được sự tin yêu, ủng hộ, động viên và đem lại sự hài lòng cho khách hàng. Và đây là Digiri. Xin chào và hẹn gặp lại.